Tết đến xuân về thì đó là lúc mà những con người xa quê hương đau đáu tìm về với nguồn cội của mình. Và với họa sĩ Công Quốc Hà, dù hơn 10 năm nay sống và làm việc tại đất nước Thụy Điển xinh đẹp, song những ký ức về Hà Nội, về Tết của ông, mà về những mùa xuân quê hương vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của người họa sĩ tài hoa. Và mùa xuân Quý Mão năm nay được hưởng trọn vẹn những sắc xuân của Hà Nội. Người họa sĩ nổi tiếng với tranh về phố và thiếu nữ Hà Nội như đã có thêm một nguồn cảm hứng mạnh mẽ và những xúc cảm riêng thật đặc biệt. Hà Nội đang trong những ngày Tết ngày xuân đẹp nhất. Đất trời như giao hòa. Hà Nội mùa xuân tựa như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc của tự nhiên. Cuộc sống, con người và thiên nhiên ở Hà Thành là những nét chấm phá sinh động và tươi vui cho bức tranh mùa xuân đầy sức sống. Nếu ai có dịp đến Hà Nội những ngày xuân, sẽ không khỏi mê mẩn sắc xuân rực rỡ của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Xuân Quý Mão năm nay còn đặc biệt hơn khi cả đất nước bước qua đại dịch. Nhờ đó, những người con xa quê như họa sĩ Công Quốc Hà cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc nơi chính mảnh đất mình đã từng sinh ra và gắn bó. Bất cứ ai xa quê hương cũng đều nhớ quê hương. Nhưng đặc biệt hơn nữa là cái xuân của Hà Nội thì không ai có thể không nhận ra. Với những cái tà áo dài, đi chơi, đi ngắm, đi mua hoa tại những cái chợ hoa phố cổ ở Hàng Lược. Những cái tà áo dài đi bên Hồ Gươm thì phải nói là nếu ai đã sống ở Hà Nội thì không thể quên được. Hơn 50 năm miệt mài sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển chung của mỹ thuật nước nhà bằng một khối lượng lớn các tác phẩm ở nhiều đề tài. Trong đó nổi bật là phố Hà Nội và thiếu nữ Hà Thành trên chất liệu sơn mài, sơn dầu và tranh cắt giấy. Công Quốc Hà đã khẳng định được vị trí và tên tuổi của mình trong giới mỹ thuật. Tranh của anh luôn tươi trẻ, ấm áp sắc màu, bố cục tối giản cho thấy sự lịch lãm của một người họa sĩ thủ đô. Mùa xuân đến ý, mà xem tranh của Hà vẽ về Hà Nội, vẽ về mùa xuân thì không những là người trong nước, người sưu tầm nước mà những cái bạn bè quốc tế hoặc là những người Hà Nội xa xứ thì cảm thấy là rất là nhớ Hà Nội. Đấy, cái ấn tượng tranh của Hà đã làm cho người ta có cảm xúc về Hà Nội rất nhiều. Cái bản thân tôi khai thác rất nhiều đề tài, đi vẽ rất nhiều tỉnh. Nhưng cái đọng lại thì tôi vẫn yêu quý Hà Nội, yêu mến Hà Nội vì Hà Nội trong trái tim tôi. Và tôi muốn cái vẻ đẹp của Hà Nội qua những bức tranh của tôi lan tỏa tới các bạn bè quốc tế cũng như trong nước. Và tôi thấy là mình làm mới cái chính mình, làm mới cái quê hương mình. Đấy mới là cái tâm huyết mà tôi theo đuổi suốt sự nghiệp. Mỗi nghệ sĩ đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu của mình với Hà Nội. Với họa sĩ Công Quốc Hà, anh chọn thể hiện tình yêu bền bỉ mà mãnh liệt ấy qua tranh. Với họa sĩ Công Quốc Hà, anh chọn thể hiện tình yêu bền bỉ mà mãnh liệt ấy qua tranh, với mong muốn có thể níu giữ được những nét thanh xuân tươi đẹp của Hà Nội qua mỗi tác phẩm. Hy vọng tình yêu ấy sẽ còn lan tỏa được nhiều hơn nữa.